Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là linh sam siêu bông. Siêu bông là cái lá nó vậy nha anh chị, nó hơi bầu bầu tròn tròn trên đây ha. Nè. Tầm lá vậy ha. Hoa nó sẽ là màu tím nha anh chị. Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nha cô chú anh chị. Rồi cái linh sam siêu bông này cũng cái lớp da xù xù ha, đây nó ẩm ẩm là nó chóc hết rồi nè. Có nhiều cái này nó chóc còn còn. Rồi mã số M30. Cây quấn nè ha. Hoành đó là 12, cao là 31, đường kính bầu là 21, nàng cỡ bầu. Mấy chồi non này á, chồi này em ủ nó ra bao nhiêu rồi nè. Đó, nữa em nhận chuyển là mấy chồi non có thể bị dập gãy nha anh chị. Sẽ bị dập gãy ha, là nhận chuyển xa á. Đó, có cái nhánh này nó hơi khô cái đậu đây xíu. Rồi M30 300.000 em bao ship. M31 hoành nó là 10, chiều cao là 29. Để anh chị nhìn chiều cao ha, nhỏ hơn chiều cao. Rồi M31 200.000 em bao ship. Linh sam siêu bông nha anh chị. Hoa cũng nó rất là sai hoa luôn á. Trời non này nữa em ốp vô vậy thôi ha. Cây phôi nên bên em chỉ ốp giấy thôi nha anh chị. Hoành nó là 11, chiều cao nó là tầm 31. Rồi mã số M32 250 em bao ship. Loại này dễ sống. M33, cây này to nè anh chị, làm dán nó nè. Hoành nó là tới 15 lần, chiều cao 27. Rồi mã số M33 300.000 em bao ship. M34 đó, đây này dán nha. Hoành nó 12, chiều cao 23. Chị nhìn giùm em ha. Rồi mã số M34 300.000 em bao ship. M30 35, M35 nha anh chị. Nè cái này nè, nó ơi, nè cái lớp da xù ra gì nó chóc nha anh chị ha. Này không ghêu đóng thôi. Hoành nó là 11, chiều cao là 27. M35 200.000. M36 36 nha anh chị. Cây này to ha, bụ đế nè, chị coi bụ đế nè. Hoành nó 15, cao là 29. Rồi M36 300.000 em bao ship. M37 M37 nha anh chị. Hoành nó là 12 rưỡi, gần 13, chiều cao nó là 31. Trời nâu nè, em ốp giấy thôi ha. Nè, hoa nó màu tím nè anh chị, già cành là nó ra hoa thôi. Rồi mã số M37 250 em bao ship. M38 rong rêu đóng thôi nha anh chị. Hoành nó là 11 rưỡi, chiều cao là 20, cao tạm gan tay em thôi. Rồi mã số M38 250 em bao ship. M39 à, anh chị đông nghĩa đóng nè, mấy lớp da xù xù nó ẩm ẩm là nó chóc ha. Hoành nó 13, chiều cao là 31, mấy cái này cỡ bầu thôi, 20. Rồi mã số M39 300.000 em bao ship, cây nó to nha anh chị. Rồi mã số M40 hoành nó 12, em đo dưới này hoành 12, trên đây chắc tầm 11 thôi ha. Chiều cao nó là 30. M40 250 em bao ship. Cái này mình về mình vô chậu ủ thêm chấu xíu dừa nữa là ok nha anh chị. M41 cái này là cái cây người ta kẹp vô để người ta uống cái dáng nó nè. Hoành nó là 11, chiều cao là 36.
Rồi cây này là mã số M31 300.000 ba xếp nhé. M41 nha anh chị. M42. Để anh chị coi nào, dán cái đó lên ha. Vũ vũ á. Hoành đó là 11. Chiều cao là 36. Cái này mình thêm về thêm chấu xíu dừa vô ha. Chậu thì nó hơi nhỏ so với cái cây M42 này, 200.000 thôi anh chị, bao ship. Trời non có thể bị dập gãy nha anh chị. M43. Lớp da của nó là xù xù ra, dễ bong chóc ha. Hoành nó là 10 thôi, chiều cao nó là 29. Chị nhìn dùm em nhỏ hơn chiếc keo. Rồi mã số này là M43, 200.000, bao ship. Bao ship toàn quốc luôn nha anh chị. M44. Cây này nó quéo nè. Hoành nó là 10, chiều cao là 25. M này là 44, 250, bao ship. Ninh Sam siêu bông nha anh chị. Đó, lá của nó bầu bầu, có cái nhỏ có to là nó già thì nó to, nhỏ là nó nâu thì nó to hơn. Hoành nó là 12, chiều cao nó là 44. Hoa nó nè anh chị cũng to lắm ha, hoa nó to nè. M45, 250, bao ship. M46, chốt đúng mã của em đọc nha anh chị. M46, hoành nó 14, cao là 44. Cây này quá trời hoa nè, già cả. Rồi M46 300.000 bao ship. M47. Anh chị gông ghi nó đóng ha. Hoành nó 14, cao là 34. Trời non có thể bị dập gãy nha anh chị. M47. Cây này 300.000 bao ship. Rồi em xin chào, anh chào cô chú anh chị ha. Hôm nay tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị Lô Lộc Vân. Lô Lộc Vân xuyên hoa nha anh chị. Cây rất là quái luôn. Lộc Vân xuyên hoa quái. Lá cũng là nhỏ nhỏ nè chị ơi. Tại một số cây mà trồng dưới đất á. Số cây này em trồng dưới đất thì lá nó hơi to thôi. Anh chị so sánh với cái chài keo giúp em ha. Em bán một lô 5 cây. Vườn này xuyên hoa lắm nha anh chị. 5 cây. Rồi 5 cây này em giao lưu với anh chị là chỉ có 800.000. Em bao ship luôn ha anh chị. Vườn. Rồi mã số là T1 nha anh chị. Cây rất là đẹp luôn ha. Rồi tiếp theo là mã số T4 nha anh chị. Lộc Vân lá nhỏ xuyên hoa. Lá của nó thì tầm 2-3 ngón tay thôi. Lá mà nó già nó nhỏ nữa anh chị ơi. Ha, cây thì em bao hàng. Rất là quái luôn. Rất là quái luôn anh chị xem ha. Cây này quái sống khỏe hết trơn ha. Ăn rễ thuốc cái này luôn nè anh chị xem nè ha. Cây sống khỏe hết rồi. Cho đó anh chị yên tâm ha. Vô chậu mà dằn lại một chi nước nữa ha. Cũng đồng giá. Cây này mã số là T4 anh chị. 5 cây. Mã số T4. Rồi cũng 800.000 em bao ship tặng nhà cho anh chị nha. Rồi tiếp theo là mã số T5 nha anh chị. Tại cây đó cái lô nào cũng tương tự với nhau anh chị ơi. Đó, chị xem so sánh cây cây mềm ha. Cây rất là quái, em bao hàng cây quái cho chị luôn. Quái nè. Chị chỉ cần vô cái chậu mình dằn nước dây nữa, tết là ra hoa nữa là quá trời ok luôn chị ơi, rất là đẹp ha. Chị chơi chậu mini hoặc làm vô lên tiểu cảnh mấy cây này anh chị. Rất là đẹp ha. Rồi mã số T5 cũng đồng giá 800.000 em bao ship luôn ha anh chị. Rồi tiếp theo mã số T6 nha anh chị. T6 anh chị xem có cây này thôi là ăn tiền. Chỉ cần một cây là đủ tiền rồi anh chị. Đó. Rất là quái và đẹp luôn ha. Mã số T6 quái gì luôn anh chị, sống khỏe hết rồi. Lộc Vừng lá nhỏ xuyên hoa nha anh chị.
Rồi, mã số T6 cũng đồng giá 800.000 nha anh chị, bao ship luôn. Rồi, tiếp theo mã số T7 nha anh chị, cũng đồng giá ha, 5 cây mà chỉ có 800.000 em bao ship luôn ha. Đó, chị coi nè. Đó, cây này cái đế nè, nó nằm trên vườn rất là đẹp luôn ha. Đó, cây này cái cũ thì quá trời già luôn. Này dáng lông luôn ha. Cây này thì mã số T7 nha anh chị. Đó, mã số T7, 5 cây. Đồng giá 800.000 em bao ship nha anh chị. 5 cây chỉ 800.000 thôi ha. Rồi, tiếp theo mã số T8 nha anh chị. Đó, cây quái. À, có cây này ăn tiền nha chị ơi. Dáng lắc lượng, nó uống cây từ nhỏ nha anh chị. Đó, dáng còn dáng lông, dáng rồng không anh chị. Rồi, mã số T8 nha anh chị. Đồng giá 800.000 em bao ship 5 cây luôn. Rồi, tiếp theo mã số T9 nha anh chị. Đó, cây rất là đẹp, rất là quái luôn. Đó, nè, anh chị không thích về chơi dáng đổ như cây này nè, rất là đẹp luôn nè ha anh chị nè. Đó, chơi dáng đổ ha, mình đổ xuống mình chơi đổ nha. Đó, rất là đẹp luôn. Này mình chơi có thể chơi nhiều dáng được luôn á. Tại nó có dáng lông như thế này, mình có thể mình đổi dáng này được rất là được. Muốn đổi dáng nào mình đổi nha anh chị. Mã số T9, 5 cây cũng 800.000 thôi nha anh chị. Bao ship tặng nhà cho anh chị luôn, bao ship toàn quốc. Rồi, tiếp theo là mã số T10 nha anh chị. Sẽ quay sơ cho anh chị xem ha. Cây nào cây nấy rất là quái dị luôn ha. Cây này sống khỏe hết trơn rồi, do đó anh chị yên tâm ha. T10 rất là đẹp anh chị ơi. Đồng giá cũng 800.000, 5 cây em bao ship luôn nha anh chị. Mã số là T10, bao ship toàn quốc. Rồi, tiếp theo là mã số T12, cũng là 5 cây 800.000 em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, rất là quái luôn anh chị nè, cục thừ lừ luôn. Đó, rất là đẹp ha. Rồi, mã số T12. Rồi, tiếp tục là mã số T14. Cái lô này nó nhỏ hơn mấy lô trước. Đó, cái đó em để rẻ cho anh chị, chỉ 500.000 thôi. Đó, T14. Cây nào cũng quái cho anh chị, nhưng mà nhỏ hơn luôn mấy lô trước thôi. Thân nó nhỏ hơn thôi, nhưng mà quái thì bao hàng luôn. Nguyệt quế lá nhỏ, gập vừng lá nhỏ, xuyên hoa, 2-3 ngón tay thôi. Rồi, T14 500.000 thôi nha anh chị.